Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Sử Toàn Thư. Quý vị thân mến, câu chuyện về xác những tàu bị chìm trong Thế chiến II thuộc hải phận Việt Nam giờ ít người nhắc đến, vì rất có thể nếu còn, chúng cũng bị mục giữa dưới sức nặng của thời gian. Song hơn nửa thế kỷ trôi qua, kể từ khi Thế chiến II kết thúc, nhiều quốc gia ở châu Á chưa cho thấy dấu hiệu dừng tìm kiếm đoàn tàu chở báu vật của tướng Yamashita bị quân đồng minh đánh chìm ở giai đoạn của cuộc chiến. Vậy vì sao cả Nhật và các tướng lĩnh Việt Nam Cộng Hòa lại thi nhau tìm kiếm những con tàu này? Hãy cùng Việt Sử Toàn Thư đi giải mã ngay sau đây nhé! Hạm đội chở báu vật. Trung tuần tháng 1 năm 1964, một người cũ của Ngô Đình Diệm là Tổng Thư ký Phủ Tổng thống Cao Đình Tiêu đã âm thầm chấp bút và trao tận tay cho Trung tướng Chủ tịch Hội đồng nội các chiến tranh Dương Văn Minh một bản phúc trình đặc biệt đóng dấu tuyệt mật dài 7 trang giấy A4. Để lấy lòng nhân vật đang ở đỉnh cao quyền lực như tướng Bích Minh, người viết bản phúc trình cho thấy đã cố gắng đề cập chi tiết về kế hoạch khai thác 83 tàu chiến của phát xít Nhật bị quân đồng minh đánh chìm được cho là nằm trong hải phận Việt Nam. Bao gồm 64 chiếc chìm ở ngoài biển, 8 chiếc chìm ở sông và 11 chiếc chìm ở khu vực cảng Sài Gòn. Hầu hết số tàu chiến nói trên bị đánh chìm cùng ngày 17 tháng 1 năm 1945 được xác định từ đèo Hải Vân trở vào Sài Gòn. Trong tổng số 83 chiếc tàu nói trên, có 57 chiếc được bản phúc trình khẳng định là có đầy đủ bản đồ vị trí, tọa độ, kinh độ, vị tuyến, độ chìm sâu của mỗi tàu, kể cả những chi tiết được xem là bí mật bị chôn vùi cùng với xác tàu dưới lòng đại dương sâu thẳm như tên chiến hạm, tải trọng, đồ kim khí, quân khí, hàng hóa trên tàu cùng nhiều chi tiết khác thuộc về chìa khóa để khai thác đoàn tàu cũng được bản phúc trình đề cập cẩn trọng. Theo bản phúc trình, tất cả những bí mật trên đang nằm trong tay người chấp bút và sẵn sàng trực tiếp một lần nữa đệ trình lên Trung tướng Chủ tịch nếu được Trung tướng ban cho đặc ân. Cũng trong số 57 chiếc tàu được xác định chi tiết, bản phúc trình đặc biệt còn lưu ý đến một đoàn tàu 8 chiếc khác mà phát xít Nhật cướp của quân Anh ở Hương Cảng. Chỉ ít ngày sau đó, đoàn tàu này chạy vào hải phận Việt Nam đã bị oanh tạc cơ của đồng minh đánh chìm dọc theo bờ biển từ Bình Định đến Vũng Tàu. Trong số này có 4 chiếc mang tên Tanasago tải trọng 851 tấn, Homan 1.100 tấn, Shinsu 4.180 tấn và chiếc tàu có tên Kensho 4.643 tấn là quan trọng nhất vì trên tàu chở đầy những chiến lợi phẩm quý giá như vàng, bạc và kim cương. Tất cả được đóng thành những thùng gỗ bên ngoài nẹp sắt, ước tính trị giá hơn 100 tỷ bạc vào thời điểm đó. Vào thời điểm chấp bút bản phúc trình, người viết nói về số tiền trên bằng gần 5 năm số thu ngân sách của chính quyền Sài Gòn hiện tại. Trong lúc chúng bị quân đồng minh dội bom chúng, chỉ huy đoàn tàu cho thả khói màu để phi công của đồng minh khó nhận ra vị trí chính xác tàu chìm mà chụp ảnh. Đáng lưu ý là trong đoàn tàu 8 chiếc còn có một chiếc chở 5 kg nhiên liệu được cho là dùng để chế tạo bom nguyên tử, kèm theo họa đồ và chương trình kế hoạch chế tạo hỏa tiễn V1 và V2 do Đức Quốc xã bàn giao cho phát xít Nhật. Trong chiến dịch đòi xóa tên London trên bản đồ thế giới vào tháng 7 năm 1944, Hitler đã sử dụng loại hỏa tiễn này. Đây là vũ khí tấn công bí mật của Hitler, sự hủy diệt của nó thập phần ghê gớm. Cuối bản phúc trình, người chấp bút đánh giá đây là tài liệu quan trọng bậc nhất về an ninh quốc phòng. Nếu quốc gia nào sở hữu nó và hoàn thành được chương trình đó thì được xem là bá chủ vùng Đông Nam Á. Có bao nhiêu con tàu bị chìm? Ngoài các tàu chiến của Nhật Bản, bản phúc trình còn xác định thêm 16 tàu chiến của Pháp và 25 tàu chiến của quân đồng minh khác bị đánh chìm trong hải phận Nam Việt Nam, nâng tổng số lên 124 chiếc. Trong số này có 2 chiến hạm của Pháp là Amiral Charner và La Motte-Picquet chìm ở xưởng hòa công thành Tuy Hạ, Đồng Nai. Sau Thế chiến thứ hai đã được Pháp trục vớt trong khoảng thời gian từ năm 1949 đến năm 1951 bằng ngân sách đặc biệt khổng lồ. Trước đó, năm 1946, ngay khi quay trở lại Đông Dương, người Pháp đã lập ra ngân sách vớt tàu và dùng chung cho toàn cõi Đông Dương. Sau khi trục vớt xong 2 chiến hạm, thì ngân sách này đóng tài khóa vào ngày 31 tháng 12 năm 1951. 2 năm sau đó, Pháp muốn nhập số tiền bán sắt thép đồng vớt lên từ 16 tàu chiến vào ngân sách vớt tàu để tiếp tục trục vớt những chiến hạm khác, khai thông thủy lộ. Nhưng vì lúc đó chế độ Tây Tư, Pháp, Việt Nam, Campuchia và Lào đã bãi bỏ. Quốc gia Việt Nam khi ấy không chấp nhận,
cho rằng sắt, thép, đồng vớt lên từ những chiến hạm chìm trong hải phận Việt Nam không thuộc quyền sở hữu của người Pháp nữa. Bộ Tài chính Quốc gia Việt Nam dẫn điều 14 khoản 1 đoạn 2 của Hiệp ước San Francisco năm 1951. Mỗi quốc gia đồng minh được quyền sai áp, thanh toán hay sử dụng các tài sản của phát xít Nhật hiện hữu trong khu vực thẩm quyền của quốc gia ấy. Vào lúc hiệp ước phê chuẩn thì xác những con tàu này đã nằm trong lòng hải phận của Việt Nam. Chính vì vậy mà ngày 16 tháng 10 năm 1953, Chính phủ Quốc gia Việt Nam thông báo quan điểm trên cho Cao ủy Pháp ở Đông Dương biết, đồng thời yêu cầu chuyển toàn bộ số tiền bán sắt thép đồng vớt lên từ xác những con tàu chiến vào ngân khố quốc gia Việt Nam. Cùng thời gian này, Bộ Công Chánh đã gửi công thư cho Cao ủy Pháp biết đã ký kết với hãng tàu Kitagawa của Nhật một khế ước thương mại gọi là khế ước thứ nhất, giao cho hãng này trục vớt 17 xác tàu chiến chìm trong vùng biển Vũng Tàu và trên sông Sài Gòn. Khế ước một lần nữa gián tiếp xác nhận quyền sở hữu của Việt Nam đối với các xác tàu chìm. Tuy nhiên, hãng Kitagawa đã không thi hành đầy đủ các nghĩa vụ ghi trong khế ước, nên đến tháng 5 năm 1957, Tổng thống đệ nhất Cộng hòa đã ra nghị định 187 bãi bỏ khế ước 1 và tịch thu 360.000 đồng bạc tiền ký quỹ trục vớt cùng với 10.000 đô la Mỹ tiền đảm bảo khởi công trục vớt vào ngày 11 tháng 6 năm 53 của hãng này. Đồng thời, tòa án Sài Gòn khi đó còn tuyên tịch thu các dụng cụ thi công trị giá 1.142.460 đồng bạc, bắt hãng này nộp phạt 1.895.375 đồng bạc cho nha quan thuế Hải Phòng. Kho báu dưới biển khơi. Mấy tháng sau, chính quyền Sài Gòn giao cho Bộ Công Chính xúc tiến gọi thầu quốc tế nhằm tiếp tục trục vớt xác những con tàu này. Hãng Kitagawa lại có đơn xin dự thầu nhưng không được chấp nhận vì người có tiếng nói quyết định khi đó cho rằng hãng đã từng được giao thực hiện không tới nơi, tới chốn. Trong biên bản đấu thầu do Bộ trưởng Bộ Công Chánh làm chủ tịch cho thấy có 8 nhà thầu bao gồm cả người nước sở tại và nước ngoài như Archimede Savage, Ý, Nguyễn Văn Trương và Nhân Tích Đức, Trung Nam Công ty, Overseas Savage Company, Hồng Kông, Kanaya, Vitico Enterprise, Nguyễn Minh Chí, Nihon Kaiji Kogyo, tham gia đấu thầu 7 lô xác tàu chìm ở Hải Phận và Giang Phận Việt Nam. Theo nguyên tắc lúc đó, sau đấu thầu 50 ngày, hội đồng đấu thầu phải công bố kết quả trúng thầu trên thông báo. Nhà thầu trúng thầu sẽ phải khởi công sau 45 ngày và hoàn thành trong 66 tháng. Tuy nhiên, kết quả đấu thầu này sau đó không được Tổng thống Ngô Đình Diệm chấp thuận vì ông ta còn trông chờ chính phủ Nhật giải quyết xong vấn đề bồi thường chiến tranh rồi mới tính. Thật ra, ngay trong những vòng đàm phán sơ bộ về bồi thường chiến tranh, hai vấn đề chính yếu được đưa ra, bàn thảo là thỏa thuận bồi thường chiến tranh và kế hoạch trục vớt những chiến hạm bị quân đồng minh đánh chìm. Phía chính quyền Sài Gòn vào thời điểm đó cũng đã cho thành lập văn phòng đặc trách điều tra xác những con tàu này. Đến thời đệ nhị Cộng hòa, văn phòng đặc trách được nâng cấp lên thành ủy ban chuyên trách trực thuộc phủ tổng thống. Vì sao cả Nhật và chính quyền Sài Gòn tỏ ra quan tâm quá mức đến công tác trục vớt những con tàu này? Điều này không khó hiểu, ngoại trừ những kho báu huyền thoại được chôn giấu đâu đó trên những vùng đồi núi ven biển miền Trung như những lời đồn đoán lâu nay. Rõ nhất là kho báu núi Tàu ở Bình Thuận được cho là chôn giấu 4.000 tấn vàng mà từng có người dám bỏ cả trăm cây vàng để theo đuổi gần 20 năm nhưng vẫn chưa tìm thấy. Có người bảo đó là những kho báu không có thật. Song kể từ năm 1958, lần đầu tiên sau Thế chiến thứ hai có sự xuất hiện của cựu sĩ quan người Nhật đến Việt Nam với danh nghĩa là đi siêu tầm kỷ vật chiến tranh và lặn mò ngọc trai thì những lời đồn đoán về kho báu trên cạn hay dưới biển dần được giải mã. Thưa quý vị, xoay quanh tấm bản đồ kho báu Yamashita, nhiều người cho rằng cựu sĩ quan người Nhật thất bại trong việc khai thác kho báu chính là không đo được lòng người. Để rồi cuối cùng, vì khánh tận, ông đành phải bán toàn bộ hồ sơ về đoàn tàu biển chở báu vật mà ngậm ngùi quay về cố quốc. Vậy cựu sĩ quan Nhật là ai? Có liên quan gì đến những kho báu huyền thoại của tướng Yamashita ở châu Á nói chung và ở Việt Nam nói riêng? Hãy cùng Việt Sử Toàn Thư đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Theo đó, cựu sĩ quan Nhật có tên đầy đủ là Kunichi Matsui, sinh năm 1901 tại Nhật, nghề nghiệp kỹ sư máy móc. Năm 1942, thời điểm Nhật chiếm đóng miền Bắc Việt Nam, Kunichi Matsui làm việc ở Móng Cái. Thế chiến thứ hai kết thúc, Matsui cũng như số phận của nhiều sĩ quan cao cấp khác bị đồng minh giải giáp và đưa về Nhật. Nhưng Matsui có lẽ may mắn hơn những người đồng cấp khác vì là một sĩ quan kỹ thuật nên chỉ bị giam giữ mấy năm, sau đó được tự do.
đầu năm 1956, với tài xoay sở khéo léo của một người từng được huấn luyện để trở thành sĩ quan chỉ huy, Matsui quay trở lại Việt Nam bằng tấm thẻ thông hành xuất ngoại số 179370 cấp tại Tokyo. Cũng trong năm này, Matsui qua lại Sài Gòn nhiều lần trước khi tạm trú dài hạn ở số 41/2 Duy Tân, nay là phố Phạm Ngọc Thạch, thành phố Hồ Chí Minh, để làm việc cho hãng Đại Nam Cosi nằm trên đường Võ Duy Nguy, nay là đường Hồ Tùng Mậu, với chức danh chuyên viên kỹ thuật. Ngoài thời gian làm việc cho hãng Đại Nam Cosi, Matsui còn được biết đến như một nhà sưu tầm kỷ vật chiến tranh cùng với sở thích lặn biển, mỏ ốc chai và san hô. Trong khoảng thời gian 3 năm, từ năm 56 đến năm 59, Matsui dành hết thời gian ngoài công sở để đi gần như khắp các tỉnh miền Trung. Trong đó có vài lần, ông tổ chức nhóm 3-4 người ra tận Hải Phận ở Phan Giang, Ninh Thuận, lặn xuống chỗ 4 chiếc tàu chở kim loại quý để thăm dò và xác nhận những chiếc tàu chìm ngày trước vẫn còn nguyên vẹn với đầy đủ quý vật mà nó mang theo trước khi nằm sâu dưới lòng biển. Điều này cũng được ông đề cập trong tập tài liệu gửi cho bác sĩ Trần Kim Tuyến. Chiến hạm của Pháp Admiral Charner trong Thế chiến 2. Theo nhận xét của bác sĩ Tuyến trong bản báo cáo, mục đích chính của Matsui là tìm cách khai thác đoàn tàu chở báu vật bị chìm trong hải phận Việt Nam mà lúc bấy giờ do ông chỉ huy và cũng là người biết rõ thông tin nhất. Trong đơn xin trục vớt đoàn tàu mà Matsui gửi đến tay bác sĩ Tuyến, ông khẳng định mình đang nắm giữ tất cả tài liệu liên quan đến đoàn tàu 57 chiếc cùng với bản đồ hải quân Nhật trên mặt biển Thái Bình Dương với đầy đủ chi tiết tọa độ của những chiếc tàu bị đánh chìm. Matsui cam kết chỉ xuất trình tài liệu này trước chính phủ hoặc người đại diện chính thức của chính phủ. Do vậy mà ngay cả ông chủ mật vụ như bác sĩ Trần Kim Tuyến cũng không thể có được những tài liệu này. Thật ra, ngay khi chân ướt chân ráo quay trở lại Việt Nam, Kunichi Matsui đã tiến hành nhiều hoạt động thám sát, lúc thì công khai, lúc thì bí mật. Việc này chính là nhằm trục vớt những con tàu chở đầy báu vật bị đồng minh đánh chìm mà ông là một trong số rất ít sĩ quan chỉ huy được cho là nắm giữ bản đồ còn sống sót sau chiến tranh biết rõ nhất. Khởi sự truy tìm, Matsui ký giao kèo với hai công ty thương mại là Kim Sun và Việt Hằng ở Chợ Lớn. Hai công ty này đứng ra xin giấy phép vớt tàu chìm và mò ốc chai ở vùng biển miền Trung nhưng không được chính quyền Ngô Đình Diệm đồng ý. Bên trong con tàu đắm Kenso được thám hiểm và chụp ảnh. Sau bước đi đầu tiên thất bại, ông Matsui xoay qua tổ chức một toán thợ lặn chui bí mật ra tận chỗ tàu chìm để tìm chiến lợi phẩm. Nhưng việc này không có kết quả. Do bị địa phương theo dõi kiểm soát quá gắt, phần vì của quý đều đóng trong những thùng sắt to, nặng. Trong khi toán thợ lặn thủ công thiếu các phương thức trục vớt nên không tài nào lấy lên được. Đến lần thứ ba, Matsui qua trung gian nên được biết và hợp tác với ông Du Phước Long, một viên chức đương nhiệm của chính quyền ông Diệm. Ông Long còn là đệ tử ruột của Bộ trưởng Phụ tá Quốc phòng Trần Trung Dung nên đã dễ dàng xin được giấy phép khai thác đặc biệt số 3642 cấp ngày 16 tháng 6 năm 59. Người đứng tên trên giấy phép là bà Huỳnh Thị Kim Oanh, vợ của một quan chức quân đội. Ngay sau khi có phép, cả hai tổ chức một nhóm thợ lặn chuyên nghiệp 9 người, trong đó có 6 người Việt và 3 người Nhật, với danh nghĩa lặn mò kỳ vật chiến tranh và ốc chai ở vùng biển Ninh Thuận. Sau vài lần tổ chức lặn thám sát chưa mang lại kết quả gì khả quan, ông Matsui phát hiện ông Long thiếu trung thực nên tỏ ra thận trọng hơn đối với đối tác của mình. Ông Matsui nghĩ ông Long dù sao cũng là một tư nhân, không đủ tư cách và phương tiện để làm việc lớn liên quan đến lợi ích quốc gia nên công việc khai thác rồi sẽ không đi đến đâu. Về phía ông Long có dụng ý kéo dài thời gian để khai thác tài liệu, nhằm khi có cơ hội sẽ hất cẳng Matsui để độc chiếm một mình. Theo nhận xét của bác sĩ Tuyến, Kunichi Matsui là người rất tinh tế và thận trọng nên sớm nhận biết điều này. Tàu chiến Nhật Bản từng hoành hành ở các vùng biển châu Á. Lần cuối cùng, ông Matsui và Du Phước Long đưa nhóm thợ lặn ra lặn ở nhiều vùng biển miền Trung, đó là cuối tháng 11 năm 1959. Hơn 20 ngày lặn ngục trên biển trở về Sài Gòn, kết quả cũng chưa có gì đáng kể, nhưng ông Matsui bị ông Long dùng thủ đoạn giấy phép hết hạn và không thể xin được nữa để loại ông ra khỏi cuộc chơi. Matsui đã lường trước được điều này sớm muộn cũng sẽ xảy ra nên không mấy cay đắng. Hơn nữa, tài liệu chi tiết về mấy con tàu chở báu vật vẫn còn nguyên vẹn trong tay ông. Ông Long chỉ biết một phần rất nhỏ về vị trí mấy con tàu ở vùng biển Phan Rang mà ông Matsui chủ ý tiết lộ để đo lòng người. Và ông Matsui đã đúng. Sau khi cố tình loại bỏ Matsui, hòng độc chiếm kho báu, ngay lập tức ông Long vận động và xin được giấy phép thăm dò mới của Bộ Quốc phòng. Lần này, ông xúc tiến công việc quy mô hơn lần hợp tác trước
trong việc khảo sát tàu chìm, hòng nhanh chóng thu lợi. Một mặt, ông Long tìm cách mua chuộc, dụ dỗ nhân viên của Matsui, những người được cho là hiểu biết nhiều về nội vụ kể từ khi Matsui quay lại Việt Nam. Mặt khác, ông Long đứng ra tổ chức, kêu gọi công ty Khánh Mậu ở Chợ Lớn hùn vốn khai thác. Ông Long tính chuyện làm ăn lớn bằng cách mở văn phòng mới, phái người ra nước ngoài mua tàu cùng với phương tiện trục vớt, đồng thời liên lạc với Bộ Quốc phòng của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa xin bảo trợ an ninh, nhưng việc khai thác vẫn không thành. Phần vì bản chất ông Long thiếu trung thực, phần hao tốn tiền bạc cho cái chuyện mò kim đáy bể, nên hợp tác được mấy tháng, công ty Khánh Mậu rút lui. Hơn thế nữa, đến lúc này, công ty Khánh Mậu phát hiện chìa khóa kho báu là tấm bản đồ tọa độ những chiếc tàu chìm vẫn còn nằm trong tay ông Matsui, chứ không như lời ông Long nói lúc đầu là mình đang cất giữ. Bị đối tác bỏ rơi giữa đường, ông Long vô cùng tức tối nhưng cũng chẳng làm được gì công ty Khánh Mậu. Ông Long sau đó nhiều lần quay lại tìm Matsui mong nhận được sự hợp tác trở lại, nhưng Matsui từ chối. Ông Long tỏ ra oán hận Matsui vì không thể làm sao có được tấm bản đồ kho báu, nên tìm cách mật trình với Bộ Nội vụ và Cảnh sát Quốc gia. Mục đích của ông Long là phá đám, làm cho Matsui nản chí, đồng thời ngăn chặn không cho Kunichi Matsui trục vớt để khi có cơ hội sẽ ra tay thâu tóm một mình. Về phía viên cựu sĩ quan Nhật, sau 4 năm theo đuổi và nhiều lần vận dụng mọi cơ hội có được để thực hiện ý đồ khai thác kho báu còn nằm sâu trong lòng đại dương đã hoàn toàn thất bại. Đầu năm 1960, phần vì tiền bạc khánh tận, phần vì hết hạn lưu trú ở Việt Nam, ông Kunichi Matsui trở về nước. Trước khi về lại quê nhà, Kunichi Matsui đã âm thầm bán toàn bộ tài liệu liên quan đến đoàn tàu bị đánh chìm trong hải phận Việt Nam cho công ty tàu Việt ở Chợ Lớn với giá 2 triệu bạc. Quý vị thân mến, sau khi có đầy đủ tài liệu trong tay, công ty tàu Việt đã liên lạc ngay với lãnh chúa miền Trung Ngô Đình Cần để xin phép lặn mò và trục vớt tàu chìm. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền lót tay, Ngô Đình Cần lại khẩu thị thông qua văn phòng chấp nhận cho phép được lặn mò và trục vớt, không giúp phương tiện hay quy định thể thức ăn chia nào, nhưng phải mò được báu vật mang về để làm bằng. Đến đây thì thời lượng của chương trình xin phép dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.